Minibus. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Hãy xem bác Hổ đã chuẩn bị những gì cho chúng ta nào. Đó, có cái gì ở trong nhỉ? Những hạt ngô. Chúng ta sẽ làm bỏng ngô. Được. Ha! Hạt ngô, bơ và chút gia vị. Làm bỏng ngô. Bắt đầu. Đây là những hạt ngô để làm bỏng ngô. Thêm một ít bơ. Sau đó là hạt ngô. Chiên. Chiên. Bơ làm cho chúng có mùi rất là thơm. Khi hạt ngô chuyển sang màu nâu thì đậy nắp nồi. Khi nó đủ nóng, các hạt ngô sẽ bắt đầu nổ và chúng sẽ biến thành bỏng ngô ngon tuyệt. Bóp bóp. Bóp bóp. Wow! Các hạt ngô đã thành bỏng ngô. Bỏng ngô thơm ngon đã xong. Bỏng ngô đủ loại hương vị đây. Tất cả các loại hương vị ư? Hãy đi xem thôi. Wow! Đó là bỏng ngô. Bỏng ngô thơm ngon, đến và thử nào. Cháu muốn vị dâu tây. Này bơ béo mềm, hạt ngô ong vàng, trộn đều lên, trộn đều lên. Tiếp theo ta cho đường, thêm chút si rô dâu vào. Hop hop hop. Hop hop hop. Wow, màu hồng. Bỏng ngô sắc hồng, bỏng ngô sắc hồng. Mình cùng lắc, mình cùng lắc. Thêm con thơm ngon lên nào, rất ngon nhé bạn. Yum yum yum, yum yum yum. Nào người tiếp theo nào. Cháu muốn vị Việt Quất. Này bơ béo mềm, hạt ngô ong vàng, trộn đều lên, trộn đều lên. Tiếp theo ta cho đường, thêm chút siro vào. Siro Việt Quất. Hop hop hop. Ôi, xanh nước biển. Bồng ngô xanh nước biển, bồng ngô xanh nước biển. Mình cùng lắc, mình cùng lắc. Thêm con thơm ngon lên nào, rất ngon nhé bạn. Yum yum yum, yum yum yum. Mình bận quá. Cháu cũng muốn mà. Cháu muốn vị này. Này bơ béo. Tiếp theo ta cho đường, thêm chút si rô vào. Hop hop hop. Hop hop hop. Wow, nhiều màu sắc quá. Bỏng ngô sắc màu, bỏng ngô sắc màu. Mình cùng lắc, mình cùng lắc. Thêm con thơm ngon lên nào, rất ngon nghe bạn. Yum yum yum, yum yum yum. Làm gì thế này? Vị sô cô la, caramel, phô mai và khoai lang tím. Wow! Wow! Hết trộn chúng lại với nhau. Bây giờ chúng ta đã có bỏng ngô đầy sắc màu. Chụp một bức ảnh nào. Được. Tuyệt.
bồng ngô đã xong. Ôi, nóng quá. Để tớ xem có gì trong tủ lạnh không nhá. Chỉ còn mấy quả cam mát lạnh này. Hãy cùng làm nước trái cây thôi. Nước trái cây tuyệt. Quả cam và đá viên. Làm nước trái cây thơm ngon nào. Đầu tiên bóc vỏ cam ra. Đắng quá. Tiếp theo cho cam vào máy xay sinh tố. Đừng quên cho thêm một vài viên đá lạnh. Wow. Giờ thì bật máy xay lên. Nước ép trái cây thơm ngon. Sắp xong rồi. Wow. Nước cam mát lạnh. Nước ép thơm ngon. Đã xong. Bác Hổ. Nước trái cây này ngon tuyệt. Ủa? Nước gì vậy bác? Trông nó khác của cháu. Đây là nước ép khủng long của chú Đào bán. Wow, đi đến đó đi. Nhất trí. Hãy đến đây có nhiều loại nước ép. Mau xem máy ép thần kỳ đây. Chọn trái cây tươi ngon rồi ta xay. Được rồi đây, nước trái cây thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Nước ép khủng long, nước ép cá sấu và nước ép cầu vồng. Bạn muốn uống nước gì? Nước ép cầu vồng cháu rất thích. Chú hãy cho cháu một ly. Cho cháu một ly. Quả dâu tây, cam tươi ngon, việt quất với nho đen. Thêm chuối với kiwi xanh ngon lành. Na 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 na. Nước ép trái cây cầu vồng. Na 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 na. Cháu rất thích vì nước ép cá sấu. Chú hãy cho cháu một ly. Quả kiwi xanh cùng dâu đen. Wow. Nước ép cá sấu thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Cháu thích nước ép khủng long thơm ngon. Chú hãy cho cháu một ly. Cho cháu một ly. Xoài với dưa hấu cùng táo với dưa. Wow. Nước ép khủng long thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Na. Ngọt. Rudolph, lưỡi của cậu màu xanh lá kìa. Kiki, lưỡi của cậu cũng có nhiều màu lắm đấy. Tôi chắc chắn là do nước trái cây của chúng ta. Wow, nước ép cầu vồng của chú Đao ngon tuyệt. Chúng ta có thể tạo ra thứ gì đó còn tốt hơn thế nữa. Ta-da! Wow, chúng ta có thể thêm chúng vào thực đơn. Nó chua quá. Hãy chụp một bức ảnh. Được thôi. Tuyệt, nước ép thơm ngon đã xong. Wow, dầu rất là tươi. Kiki, Miu Miu. Bác muốn một chút thịt. Bác muốn một chút thịt. Ăn một chút thịt nào. Kiki, Miu Miu, chúng ta ăn chút thịt nào. Nhưng còn những loại rau này thì sao ạ? Thịt và rau. Chúng ta hãy làm hamburger. Ý kiến hay đấy.
bánh mì, thịt, xà lách, bơ, cà chua, phô mai, sốt và tương cả. Làm hamburger, bắt đầu! Tớ muốn làm bánh ngon hơn, thì phải làm sao? Tớ biết, nếu cậu phết một ít bơ lên bánh mì, thì sẽ còn ngon tuyệt hơn nữa. Hả? Hả? Đã đến lúc nướng bánh rồi. Wow! Thơm quá! Giờ làm một ít thịt chiên nhé. Được thôi. Vỗ nhẹ thịt xay nhiều lần. Nhìn tớ này. À ha. Ôi không. Vỗ nhẹ thôi. Vỗ nhẹ nó này. Chiên chúng trong chảo. Thịt chiên đã sẵn sàng. Xà lách, cà chua, thịt chiên, phô mai. Và sau đó thêm một chút nước sốt ngon và tương cà lên. Hamburger ngon tuyệt đã xong. Nó thật sự ngon. Một chiếc bánh đã biến mất. Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Làm gì bây giờ? Đừng lo lắng. Chúng cháu sẽ giúp chú. Cảm ơn các cháu. Tạm biệt. Tạm biệt chú. Một chiếc xe tải khác. Hãy đi theo chiếc xe tải đó về nha. Phải đấy, đi thôi. Rồi một bạn đứng lại và nói to: phía bên kia có gì? Các cậu coi chừng. Một chữ hamburger nói rằng: ôi trời ơi. Một chữ hamburger nói to: cứu tôi. Một chữ hamburger nói rằng: ôi tớ sợ quá. Một chữ hamburger nói to: chạy thôi. Một rồi hai ba bốn chiếc bánh hamburger, một hai nào cùng nhau ta qua đường. Và rồi một bạn đứng lại và nói to: phía bên kia có gì? Oh yeah! Hãy sang đường bằng lối đi cho người đi bộ. Một hai dừng. Một hai diễu hành. Một rồi hai ba bốn chiếc bánh hamburger, một hai nào cùng nhau ta qua đường. Và rồi một bạn đứng lại và nói to: hamburger nói rằng: ôi trời ơi. Một chú hamburger nói to: cứu tôi. Một chú hamburger nói rằng: tôi sợ quá. Một chú hamburger nói to: chạy thôi. Chúng đã ở đây rồi. Tôi tưởng đã mất chúng lần nữa chứ. Giờ chúng ta an toàn rồi. Hãy chụp một bức hình nào. Được thôi.
Tuyệt, hamburger đã xong. Này, Kiki Miu Miu. Hả? Bác muốn có những chiếc bánh nướng ngon tuyệt. Không có vấn đề gì ạ. Bác không thể đợi được nữa. Hãy làm những chiếc bánh nướng với hương vị khác nhau. Được. Trứng, đường, bột mì, bơ, sữa, sữa đặc và bột cacao. Làm bánh nướng bắt đầu. Cho một ít trứng và đường vào bát. Ta-da! Máy trộn tay này giúp tôi đánh trứng dễ dàng hơn. Nó sẽ làm cho bánh nướng mềm và ngon. Cho thêm một ít bột mì. Bây giờ, bột đã sẵn sàng. Đến lượt tớ. Bơ, sữa và sữa đặc. Trộn đều, trộn đều. Sau đó, đổ vào bột. Như vậy, bánh sẽ ngọt và ngon hơn. Nhìn này Miu Miu, tớ cũng đã làm một ít bột sô-cô-la. Bác Hổ sẽ rất thích nó. Các bạn, hãy đợi cho đến khi nào bánh chín nhé. Mùi thật thơm. Bây giờ chúng ta hãy trang trí chúng nào. Chúng ta hết kem phủ rồi. Hãy đi mua chúng thôi. Họ đi đâu thế nhở? Chúng ta vẫn chưa được trang trí. Chúng ta hãy cùng đến tiệm tóc bánh nướng đi. Đồng ý. Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi thích tóc màu đỏ rất xinh. Co ngay. Được rồi. Đỏ tươi bánh dâu tây rất đẹp. Bánh dâu tây đỏ. Đỏ tươi. Oh yeah. Vàng. Được rồi. Vàng tươi, bánh chanh rất đẹp. Bánh chanh vàng. Vàng tươi, bánh chanh. Oh yeah. Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi thích tóc xanh lá thật ngầu. Xanh lá. Được rồi. Màu xanh lá cây bánh dưa. Bánh lưới xanh lá cây. Xanh lá cây. Oh yeah. Yo yo.
Ờ? Ờ, ai đã trang trí cho những chiếc bánh vậy nhở? Ui, nó thật sự rất ngon. Hãy chụp một bức ảnh. Được. Hả? Tuyệt vời, bánh nướng ngon tuyệt. Đã xong. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây nhở? Wow, bánh vòng trông ngon quá. Miu Miu, chúng ta cùng làm bánh vòng đi. Ừ, hãy làm nhiều vị khác nhau nhé. Bột, trứng, muối, sữa, bơ và men. Làm bánh vòng bắt đầu. Cho tất cả nguyên liệu vào bát và thêm một chút sữa. Chúng giống nguyên liệu để làm bánh mì. Cậu nói đúng. Nhà bột nào? Tốt, bây giờ chúng ta hãy đợi một lúc nhé. Đã đến lúc nặn hình bánh vòng. Nhìn tớ làm nhé. Tạo một chiếc lỗ ở đây. Nhìn này. Chiên ngập bánh vòng. Các bạn có biết không? Bánh vòng thực sự rất ngon đấy. Bánh vòng. Bánh vòng ngọt và giòn. Nhìn đây Kiki, chúng đang to lên kìa. Chúng sắp được rồi đấy. Yeah, bánh vòng ngon tuyệt, đã xong. Wow, thơm thật đấy. Ôi, bác hai cẩn thận. Nóng. Bác Hổ. Nhảy cùng tớ đi. 10 chiếc bánh đang nhảy nhót trên khay. Chúng xoay tròn. Một chiếc bánh ngã và tròn sô-cô-la. 9. Kìa 9 chiếc bánh nhảy nhót trên khay. Chúng lăn tròn. Một chiếc bánh ngã và tròn sô-cô-la. 8. Kìa 8 chiếc bánh nhảy nhót trên khay. Múa xoay tròn. Một chiếc bánh ngã vào tròn sô-cô-la. 7. 7 chiếc bánh đang nhảy nhót trên khay. Chúng xoay tròn. Một chiếc bánh ngã vào tròn sô-cô-la. 6. Kìa 6 chiếc bánh nhảy nhót trên khay. Múa xoay tròn. Một chiếc bánh ngã vào tròn sô-cô-la. Nhảy nhót trên khay. Chúng lăn tròn. Một chiếc bánh ngã vào tròn sô-cô-la. 4. Kìa 4 chiếc bánh nhảy nhót trên khay. Múa xoay tròn. Bác ổn. Bánh vòng đầy màu sắc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng ta không thêm bánh vòng sắc màu vào menu nhỉ? Yeah. Hãy chụp một bức ảnh. Được.
tuyệt vời. Bánh vòng đã xong. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Mẹ ơi. Ta muốn ăn sushi. Được thôi. Hả? Này Miu Miu, chúng ta hãy làm sushi đi. Sushi á? Nghe hay đấy. Dưa chuột, cà rốt, chấm bông, trứng, rong biển và một chút cơm. Làm sushi cuộn, bắt đầu! Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng. Mùi của nó thật tuyệt. Ta sẽ thêm một chút nguyên liệu bí mật. Này, còn nữa, ta đã cho thêm một chút giấm, muối và đường. Thế sẽ làm cơm có vị ngọt và chua. Rong biển đâu rồi? Tớ thích rong biển. Cơm, trứng, giấm bông, cà rốt, dưa chuột và một chút mayo. Hoàn hảo. Sushi là món ăn rất phổ biến ở Nhật Bản. Cuộn ngon tuyệt, đã xong. Kiki, tớ nghe nói có một nhà hàng sushi mới mở gần đây, ở đằng kia. Đến đó xem thử đi. Đồng ý. Chào buổi sáng. Đó là băng truyền kìa. Chúng mình rất đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng truyền. Xem thú vị bạn ơi. Mình là sushi màu vàng đây rất ngon này. Đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng truyền. Rất thú vị bạn ơi. Tớ chẳng thấy gì cả. Màu sắc của chúng ta không giống nhau. Mình là sushi màu đây rất ngon này. Đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng truyền. Rất thú vị bạn ơi. Mình là sushi. Có nhiều loại sushi quá. Hãy làm một ít sushi đặc biệt và thêm vào menu của chúng ta. Wow. Hãy chụp một bức ảnh. Được.
Tuyệt, sushi ngon lành đã xong. Wow. Tôi chơi chưa? Không, tớ chơi trước. Tớ chơi trước. Khi chúng ta chơi cầu trượt, chúng ta cần phải xếp hàng và đợi đến lượt của mình. Tại sao? Hãy cùng nhau học về thói quen xếp hàng đợi đến lượt mình. Vui chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đừng chen nghe. Chúng ta nào hãy mau mau xếp hàng. Vui chơi cùng nhau nào, vui chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đợi nhau xếp hàng. Chơi ta đừng chen nhé, chúng ta chơi rất vui khi xếp hàng. Vui chơi cùng nhau nào, ta nên nhường nhau nhé. Rất vui, mình rất vui khi đến lượt. Vui chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đừng chen nhé. Chúng ta nào hãy mau mau xếp hàng. Vui chơi cùng nhau nào, vui chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đợi nhau xếp hàng. Khi chơi ta đợi nhau xếp hàng. Chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đừng chen nhé. Chúng ta chơi rất vui khi đến lượt. Vui chơi cùng nhau nào, ta nên nhường nhau nhé. Rất vui, mình rất vui khi đến lượt. Vui chơi cùng nhau nào, vui chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đợi nhau xếp hàng. Ta hãy cùng chơi rất vui. Xếp hàng đợi, xếp hàng đợi. Bây giờ chúng ta biết rồi. La 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 la. Các cậu có biết nơi nào khác mà chúng ta cũng cần phải xếp hàng đợi không? Tớ sẽ cho các cậu biết. Có rất nhiều nơi mà chúng ta phải xếp hàng đợi. Khi bạn chơi ở sân vui chơi, khi bạn lên và xuống xe buýt, khi bạn đi thang cuốn, và khi bạn ở quầy thanh toán. Đừng vội, bạn chỉ cần đợi đến lượt của mình. Giữ khoảng cách và không chen ngang. Xếp hàng đợi thôi. Đó là tiệm cắt tóc. Giờ chúng tôi đã biết thói quen tốt khi xếp hàng. Tuyệt. Chúng ta có một chiếc kẹo